Xin chào anh Phạm Văn Tùng ở Thanh Hóa. Anh ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Anh có đặt hàng bên em rất là nhiều các sản phẩm khác nhau. Và hôm nay em sẽ làm video này để test sản phẩm một bộ 2 mic không dây màu vàng gold, sử dụng pin 18650. Còn những sản phẩm khác thì có những sản phẩm bên em bảo hành, rồi có những sản phẩm bên em lại phải quay trong một video khác. Rồi có những sản phẩm thì nó không cần phải test gì cả. Nên là thành ra là em trong video này chỉ test mình cái bộ 2 mic không dây màu vàng gold cho anh thôi. Còn những sản phẩm khác thì lát là đóng hàng thì em quay sau nhé. Đây, bộ 2 mic không dây màu vàng gold thì nó sẽ có một cái mạch thu này dành cho 2 mic. Đây. Khi cấp nguồn vào thì nó sẽ có cái màu đèn màu đỏ sáng. Đây, em sẽ nối ra một chiếc loa để test sản phẩm cho anh nhé. Ok. Pin 186050 này nếu như mà chúng ta mà hát thì nó được rất là lâu. Bởi vì là pin này cái dung lượng nó chứa rất là nhiều điện chứ không giống như các cái pin khác. Pin con thỏ thì nó không được bằng như pin 18650. Đây, khi bỏ hai mic vào thì nó sẽ có hai bóng màu xanh trắng như thế này. Khi em bấm thay đổi tần số thì nó sẽ nháy theo cái kênh bên phải là của tay mic này này. Đấy, thay đổi tần số thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Ở dưới đây thấy khi chúng ta thay đổi tần số ở trên tay mic này thì rõ ràng ở dưới đó nó sẽ tự tìm kiếm cái tần số chúng ta vừa thay đổi. Bây giờ em sẽ test sản phẩm nhé. Alo, 1 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 5 6 7 8 9 10. Rồi, một mic. Mic thứ hai này. Alo, 1 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, như vậy là hai mic này hai mic này hoạt động rất tốt. Rồi, ok. Như vậy là em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh nhé. Và hiện tại như bộ mic này thì bên mình đang bán với giá là 590.000 một đôi. Khi các bạn mua hàng nó sẽ có một mạch thu dành cho hai mic như thế này. Ngoài ra bên mình còn có cái bộ một mic nữa. Bạn nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ vào số điện thoại ở trên video. Bao gồm là sẽ có một mạch thu này, một bộ dây rắc 5 chân đơn này để các bạn cấp kết nối tín hiệu và kết nối nguồn, và hai tay mic, đó là cái bộ sản phẩm. Trên đây là ký hiệu của hai tay mic này. Ok, đây là hai tay mic. Đây là cái ký hiệu mạch thu. Nếu như các bạn mà muốn kết nối vào vang số, vào âm ly hay là vào loa kéo thì các bạn có thể liên hệ bên mình để bên mình hỗ trợ các bạn cách để kết nối cái mic này với các cái thiết bị đó. Cuối cùng thì em xin cảm ơn anh Tùng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.